Xin chào các bạn, mình là Mi Bé và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gamon. Trong bất cứ môn thể thao nào thì những hành vi thiếu chuyên nghiệp vẫn luôn xuất hiện và bộ môn eSports cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta sẽ có những thuật ngữ như là gian lận này, phần mềm thứ ba, rồi bad manners, vân vân và vân vân. Vậy thì trong video lần này hãy cùng mình điểm qua những hành vi thiếu chuyên nghiệp của các pro players nhé. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Forsaken tên thật là Nikhil Komawat, là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp CSGO thuộc màu áo của team Optic India. Ắt hẳn những ai bắn CSGO ở Việt Nam cũng như toàn thế giới đã không còn quá xa lạ gì với thanh niên liều mạng này. Là người đã tiên phong mở bát cách mạng trong việc áp dụng công nghệ phần mềm đánh máy Word vào bộ môn CSGO, đã làm chao đảo cộng đồng mạng Việt Nam cũng như quốc tế. Anh đã trở thành một tượng đài meme trong ngành CSGO nói chung và trong eSports nói riêng. Anh đã được xướng tên ngay trên chính giữa trang nhất của hàng trăm bài báo ca ngợi tài năng diễn xuất của mình. Không những đoạt danh hiệu diễn viên của giải, anh còn được cho nghỉ hưu sớm hẳn 5 năm. Được biết, trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ của giải đấu Zoe Extreme LAN Asia năm 2018. Optic India đã đối đầu với đối thủ Revolution của Việt Nam ta. Trận đấu đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ cho đội Optic India khi họ đè bẹp ta với tỷ số 16-7 trong map thi đấu Inferno. Sang trận đấu thứ hai, mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến round thứ 20. Admin của giải đấu đã bất ngờ cho trì hoãn trận đấu lại và kiểm tra PC của Forsaken. Sau khi kiểm tra, admin đã nhìn thấy một cửa sổ command prompt window lạ chạy trên PC của tuyển thủ người Ấn Độ. Lục lọi mò mẫm được thêm một lúc, admin lại tìm thấy 3 files cực kỳ đáng nghi trong máy của anh, đội lốt dưới cái tên Word EXE. Hóa ra, đó chính là phần mềm hack cheat Forsaken đã nhiều lần sử dụng. Ngay lập tức, đội tuyển Optic India đã bị loại và tan rã, còn tuyển thủ Forsaken bị treo giò. Sau khi vụ việc được phanh phui, thực ra cũng không có quá nhiều người bất ngờ cho lắm. Nhất là khi liên tiếp có những tình huống Forsaken sấy như bôi keo con voi vào tâm. Vụ việc diễn ra vào giải chung kết thế giới Season 2, cuộc đối đầu giữa hai đội theo thể thức bo ba. Nhưng ở đây có một vấn đề quái lạ là tại sao những người chơi bên phía Azure Frost liên tục liếc mắt đảo tròng và quay đầu đi nơi khác. Hóa ra đó là bởi vì khâu dựng và thiết kế sân khấu quá yếu kém. Yếu kém đến độ hai team đều có thể quay đầu và liếc mắt đưa tình ra sau để nhìn thấy màn hình lớn stream cho khán giả xem. Thế là như được mùa, team Azure Frost thi triển được phép thần thông ping loạn vào những chỗ có team địch, mặc dù đó là những chỗ không hề có tầm nhìn. Khi trận đấu kết thúc, Regional lập tức tố cáo Azure Frost vì đã có những hành vi gian lận. Sau đó, Riot Games ngay lập tức ba chân bốn cẳng đi điều tra, làm rõ cũng như xác minh vụ việc. Và chính Riot Games đã xác nhận rằng Azure Frost đã gian lận cho trận đấu. Vụ án được khép lại với mức hình phạt 30.000 đô cho đội Azure Frost. Dẫu biết trash talk trước mỗi trận đấu là chuyện quá bình thường trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp của eSports, nhưng vụ như thế này người ta đều gọi là gáy trước lấy lợi thế hay gáy sớm lấy lợi thế. Thế nhưng độ toxic của Double Leap lại là một chuyện khác. Nó chuyển dần từ gáy sớm trở thành môn võ mồm như giang hồ mõm. Chuyện xảy ra tại LCS All-Star vào năm 2013. Trong cuộc phỏng vấn trước chiến thắng của mình cũng như hỏi cảm xúc của anh như thế nào khi đã có một pha pentakill trong giải đấu LCS All-Star, Double Leap không những nói một mà còn nói tận hai lần cho nó chắc với MC là "Everyone else is trash. Right here on the show. Everyone else is trash." Một trong những pha BM và trash talk nổi tiếng nhất trong lịch sử eSports. Dựa vào câu trả lời của Double Leap, chúng ta có thể đoán được ra thêm phần nào về con người của anh. Quả đúng là như vậy khi mà độ toxic của Double Leap đi lên dần theo sự nghiệp của anh. Abdo hay còn được biết với cái tên thân quen hơn với cộng đồng liên minh Việt Nam chúng ta là Dopa. Anh từng có thời gian dự định GoPro dưới cái tên của đội tuyển Team Dark. Thậm chí Team Dark còn đã đủ mọi tiêu chí yêu cầu để được tham dự OGN Hàn Quốc. Thế nhưng, thảm kịch đã xảy đến. Một fan girl của anh đã thuê anh ta về cày thuê. Nhưng không dừng lại ở đó, theo lời của Abdo, yêu nữ còn muốn được chiếm đoạt anh ta bằng cách cố dụ dỗ và đòi làm người yêu của anh. Nhưng Abdo lại lên quá nhiều kháng phép, thành thử ra phép thuật của yêu nữ không hề có tác dụng. Và anh ta chỉ đơn giản là phớt lờ cô. Quá uất ức, yêu nữ liền đăng một bài trên Invent. Cô ta đã tố cáo Abdo lên Riot Games Hàn Quốc để điều tra về hành vi mở dịch vụ cày thuê và những hành vi trong game của anh. Không chỉ cày thuê, Abdo thực sự là một người rất toxic và thường xuyên có hành động troll game, phá game và cố tình để thua trận đấu chỉ vì anh ta không thích một số người đồng đội. Chỉ dình có thế, Riot Hàn Quốc ngay lập tức ập đến gông cổ ban Abdo lại trong vòng 2 năm không được thi đấu chuyên nghiệp và ban tài khoản chính của anh ta với cái tên Abdo 1.000 năm về thái độ toxic và cày thuê. À, mùa này giá trời dịch dịch cho nó căng căng tí cho cái Việt Nam này nó không đi nó không được đi MSI luôn, nó không có được đi Iceland.
Chỉ cần một câu nói thôi, Giroud đã minh họa xuất sắc cho ta thấy câu châm ngôn một phút bốc đồng cả đời bốc phốt, rất sống động và chân thật. Có lẽ do quên uống sữa bổ sung DHA và nhà đang thiếu tiền mua gạch, Giroud đã liều chết phát ngôn ra những lời lẽ thiếu trí thông minh, để rồi những gì nhận lại là đủ gạch đá từ cộng đồng để xây nhà. Và tối ngày 6 tháng 4 cùng ngày, như để thay lời chúc mừng khánh thành ngôi nhà mới của Giroud, ban tổ chức VCS đã thăng chức cho Giroud từ tuyển thủ chuyên nghiệp lên chức cựu tuyển thủ chuyên nghiệp luôn. Không dừng lại ở đó, Riot Games thấy vụ thăng chức của VCS chưa ăn thua cho lắm. Thế nên họ đã quyết định nâng tầm Giroud lên thêm mấy bậc nữa bằng cách cho anh ta thăng lên hẳn hàm nghỉ hưu luôn đối với tất cả các game thuộc quyền sở hữu của Riot Games. Không dừng lại ở đó, công ty chủ quản của Giroud là SBTC cũng đã ăn mừng bằng cách sa thải anh ta sau pha đầu tư của công ty mình, để lại cho công ty một khoản lỗ ngót nghét hẳn 400-500 triệu theo như lời thầy bà nói. Có lẽ anh chàng trẻ tuổi của chúng ta chưa thực sự ý thức được hành vi phát ngôn ngông cuồng và thiếu suy nghĩ của mình. Tuy đã xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn. 322 là một con số huyền thoại, là trò đùa nổi tiếng trong làng Dota 2 nói chung và thể thao điện tử nói riêng. Nghe thì nhỏ nhưng 322 là mức giá vừa đủ để player Alexei Brezin, người còn được biết với cái tên là chính ủy solo bán độ. Theo thông tin được đưa ra trên các trang báo, vào giữa năm 2013, Team Rocks KS kết thúc một mùa giải bết bát với trận đấu đối đầu với Team Z-Rage trong nhánh thua. Cho nên kết quả trận đấu có ra sao thì thứ hạng của hai đội vẫn không thay đổi. Tuy vậy, trận đấu nhanh chóng trở thành một cuộc tắm máu. Chỉ với 27 phút, Team Z-Rage đã có cho mình đó là 50 mạng. Liên tục là những pha di chuyển và xử lý khó hiểu, dẫn tới việc feed liên tục đến từ Team Rocks KS. Có thể là do đây chỉ là nhánh thua của giải, nên họ thực sự không quan tâm mà đang cố tình troll phá game. Nhưng không, người ta đã tìm ra đủ bằng chứng buộc tội tuyển thủ Alexei Solo Brezin có hành vi dàn xếp tỷ số ở bán độ. Anh ta bet ngược vào đội bạn và ăn số tiền vô cùng khổng lồ, đó là 322 đô. Starladder sau đó đã ban vĩnh viễn Solo khỏi giải đấu của mình, nhưng cuối cùng anh ta được giảm mức án số còn 1 năm và kể từ đó thuật ngữ này được cộng đồng Dota 2, hay cụ thể hơn là trong game hoặc trên Twitch chat, những pha lỡ tay chơi dại quang game giỏi tới mức xuất sắc sẽ được gọi là 322. Vụ việc xảy ra trong mùa giải The International 2018 hay còn được gọi tắt là TIH. Tuyển thủ Atun, người chơi Hero Meepo đã bị bắt vì hành vi gian lận trong giải đấu. Những người đầu tiên đã bắt được anh ta dùng script lại là người xem giải. Chính cộng đồng Dota 2 đã bắt thóp được Atun sau khi thấy những pha bling, puff cực kỳ đáng nghi ngờ và giết người với một tốc độ phải nói là khiến Fast and Furious như tôi chậm. Mọi người đã ngửi thấy mùi kể từ khi thấy Atun có thể thi triển nội công cực kỳ thâm hậu, đó là sử dụng được 6 nút bấm cùng lúc. Thao tác chỉ đơn giản là quá nhanh và trên thực tế, không một ai có thể thi triển kỹ năng của Meepo nhanh tới vậy, trừ khi dùng đến cheat hoặc script. Thậm chí cả đến Abed, người chơi có 10k MMR Meepo cũng không thể nào mà buff nhanh được như thế. Mọi người đã kết luận rằng Atun đã dùng macro. Vậy macro là gì? Macro tên đầy đủ là Macro Instruction. Đây là thuật ngữ ám chỉ một hệ thống chương trình cho phép người sử dụng gắn nhiều lệnh thao tác trong một hành động, mà cụ thể trong trường hợp này là gắn nhiều kỹ năng và item của hero vào một vài nút bấm nhất định. Hệ quả là thay vì múa phím như bấm đàn để sử dụng các combo phức tạp của Meepo thì Atun chỉ cần ấn vài nút mà thôi. Chiếu theo luật của Valve nói riêng và của eSports nói chung, đây là một hành vi gian lận nghiêm trọng. Sau khi vụ việc bại lộ, toàn bộ đội hình của Thunder Predator đã bị loại khỏi giải đấu. Cameron Jeffers, một vận động viên đạp xe người Anh đã bị ban khỏi giải đua xe đạp ảo bởi một lý do rất là chuối. Không phải vì anh này dùng chất cấm để tăng cường thể lực, Cameron cũng rất trung thực không dùng đến phần mềm thứ ba trong suốt thời gian diễn ra cuộc đua với các thí sinh khác. Mà đầu đuôi câu chuyện nó là trong một giải đua xe đạp ảo mang tên e-cycling trong tựa game Zwift. Người chơi sẽ được đua xe trên một cung đường ảo hiện lên trên màn hình, nhưng bạn sẽ phải thực sự đạp một cái xe đạp giả lập để đua trong tựa game này. Được biết chiếc xe đạp nhanh nhất trong tựa game có tên là Tron, và để mở khóa được chiếc xe, bạn phải đạp hùng hục như châu húc mã trên một ngọn đồi núi ảo trong game. Nhưng vì quá lười nên anh chàng Cameron Jeffers nhà ta đã quyết định dùng phần mềm gian lận để giả lập lại quãng đường của anh phải đạp hùng hục để có được chiếc xe đó. Trên thực tế trong giải đấu thì ai cũng dùng chiếc xe đạp Tron, nên tính ra Jeffers thực ra chẳng có một tí lợi thế nào hay đã gian lận gì cả trong cuộc thi đó. Nhưng sau khi đã giành được chức vô địch thì Jeffers đã bị ban tổ chức tố cáo là sử dụng doping ảo. Họ giải thích rằng hành động dùng phần mềm thứ ba để lấy chiếc xe đạp Tron vẫn bị coi là sai luật. Thế là ban tổ chức tước hết danh hiệu của anh ta, ban 6 tháng và phạt 400 đô la Mỹ. Và trên đây là danh sách những hành vi không được đẹp lắm đến từ phía các tuyển thủ chuyên nghiệp trong eSports. Nếu còn thiếu pha xử lý đi vào lòng đất nào, các bạn hãy comment bên dưới phần bình luận giúp mình nhé.
Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share, subscribe cho Game On. Mình là My Bé, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!